Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi JLPT N1 phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, cách đọc của hán tự. Câu 1 này. Hani wa genkin no haita kaban wo nanani nigete ita. Chữ Hán đây là chữ đoạt trong từ chiếm đoạt của tiếng Việt. Vậy thì âm cương của nó sẽ là Uba-u, thế T là Uba-te. Chúng ta sẽ chọn phương án số 3 nhé. Từ Uba-u này có nghĩa là chiếm, đúng nhỉ? Cướp, đoạt. Thủ phạm ấy, phạm nhân ấy đã cướp chiếc cặp mà đựng tiền mặt trong đó và chạy trốn. Số 1, Shita-te. Nếu mà động từ gốc của nó sẽ là động từ Shita-u. Shita-te đây, hán tự là chữ mộ, có nghĩa là ái mộ này, yêu quý. Osote, chúng ta có chữ Hán là chữ tập, tập trong từ tập kích của tiếng Việt đấy, có nghĩa là tấn công này. Số 4, nerate, động từ gốc là nerau, là nhắm tới. Chữ đoạt này âm onyomi, đó đọc là đa sự. Ví dụ các bạn có trong từ Dakan này. Dakan có nghĩa là lấy lại. Chẳng hạn như là một cái gì đó bị đối phương cướp mất, thì khi mà mình lấy lại thì dùng cái từ Dakan này nhá. Lấy lại, chiếm lại. Câu số 2, Kaihi wa maitsuki 15 nichi ni nana ni shimasu. Chúng ta có chữ Hán ở đây sẽ là chữ trưng và chữ thu. Như vậy là chữ trưng sẽ được đọc là chô. Các bạn hãy nhớ trong từ tokucho, từ đặc trưng thì trưng đọc là chô, có trường âm. Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn phương án đúng là phương án số 2. Chô siêu. Từ chô siêu này có nghĩa là thu, hội phí thì sẽ thu vào ngày 15 hàng tháng. Các từ còn lại thì chúng ta thấy có phương án số 3, chiêu siêu. Hán tự là chung và thu là từ có tồn tại. Câu số 3 này. Jibun to onaji yona nanani no hito to hanashi o shite mitai. Hán tự được gạch chân ở đây sẽ là chữ cảnh, chữ ngộ. Tôi muốn thử nói chuyện với người có cảnh ngộ giống với mình. Cảnh ngộ này có thể giống là hoàn cảnh đấy. Vậy thì sẽ đọc như nào? Chúng ta biết là cái chữ cảnh đầu tiên sẽ đọc là kiều trong từ gì nhỉ? Trong từ căng kiều. Đây, căng kiều là hoàn cảnh. Chữ đằng sau là chữ ngộ. Chúng ta có từ đãi ngộ đúng không? Tiger. Như vậy thì sẽ phải đọc là kyogu, đều có trường âm cả hai âm tiết. Các bạn khoanh phương án số 4 nhé, là phương án chính xác. Cảnh ngộ là đãi ngộ, cảnh ngộ là hoàn cảnh. Từ số 1, kogu, hán tự là chữ hậu và chữ ngộ. Đãi ngộ một cách hậu hĩnh ấy, cái này có nghĩa là tiếp đón nồng hậu. Kogu, công cụ này. Kyogu là giáo cụ, có nghĩa là những cái công cụ dùng để giảng dạy. Các bạn sẽ chọn phương án số 4 là phương án chính xác. Chữ cảnh sẽ có âm kunyomi là sakai. Sakai, âm onyomi là kyo. Tiếp theo câu 4. Câu 4 là một câu hỏi về cách đọc của tính từ. Kongo no koto ni tsuite nanani ni hanashiai ga okonawarete iru. Hán tự gạch chân là chữ mật trong từ bí mật. Vậy thì từ này sẽ được đọc là hisoka. Các bạn sẽ khoanh phương án 2. Một cái cuộc thảo luận, đấy, một cuộc trao đổi đã được thực hiện một cách bí mật về cái Kongo no koto, về những cái chuyện mà từ nay về sau. Mọi người lưu ý là cái chữ mật này đọc âm onyomi là mitsu nhá. Mitsu. Ví dụ trong từ himitsu là bí mật này. Hay là trong từ mitsu, mật tập có nghĩa là mật tập trung dày đặc. Nodoka, từ này thường người ta ít khi người ta viết hán tự, nhưng mà nếu viết nó sẽ là như thế này. Đây, có nghĩa là yên bình. Từ số 3 Ogosoka, chữ nghiêm có nghĩa là trang nghiêm. Và Nagoyaka, chữ hòa có nghĩa là ấm cúng. Câu số 5 Nankoku no shikisai wa, xin lỗi, Nankoku no shize wa. Vừa rồi Shize đã đọc, lỡ đọc cách đọc của cái từ này rồi đấy. Sắc thái sẽ được là shikisai. Chúng ta sẽ chọn phương án số 1. Mặc dù chữ sắc có hai cách đọc âm ôn là shiki và shoku, nhưng mà trong từ sắc thái nó sẽ đọc là shiki nhé. Các bạn sẽ chọn phương án số 1. Thiên nhiên ở cái thành phố Nankoku ấy thì cái màu sắc nó rất là phong phú, nó rất là giàu màu sắc. Cái chữ đầu tiên này là chữ sắc thì mọi người rất là quen thuộc rồi, đây là một kanji N4. Cái chữ này nó sẽ có âm kunyomi là iro, còn âm onyomi sẽ là shiki hoặc là shoku. Nó đọc là shoku trong nhiều trường hợp, ví dụ như là chúng ta có từ tokushoku. Tokushoku là đặc sắc này. Đấy. Còn lại một số trường hợp đọc là shiki, ví dụ như là trong từ keishiki này, cảnh sắc. Thật ra cảnh sát có thể coi là cách đọc đặc biệt, bởi vì là chữ cảnh bình thường đọc có trường âm nhưng trong đây lại không trường âm. Hay là từ shikisai này, chữ đằng sau nhé là chữ thái. Chữ này nó sẽ đọc âm kun là đây, irodo trong động từ irodoru, trang trí tô điểm. Các phương án còn lại thì chúng ta thấy có cái phương án số 3 shokusai này. Shokusai hán tự là chữ thực và chữ tài có nghĩa là trồng cây. Shok trong từ shokubutsu và tài trong từ saibai. Shokusai từ này rất là quen thuộc rồi. Đây, có nghĩa là cái nguyên liệu nấu ăn nhé, hoặc là các bạn vừa thấy nó hiện ra một cái từ trông khá là lạ và phức tạp đúng không? Đây, hán tự là chữ chuộc của chữ tội, nó mang đúng nghĩa là chuộc tội luôn. Câu số 6, câu cuối cùng của môn đai 1 này. Isogashisa ni nanani henji o kaku no wasurete ita. Hán tự ở đây là chữ phân. Vậy thì chúng ta sẽ đọc là gì đây nhỉ? Magideru. Phương án 3 là chính xác. Tôi bị phân tâm bởi cái sự bận rộn. Đấy, tôi bị cái sự bận rộn nó làm cho phân tâm, cho nên tôi đã quên mất cái việc viết phản hồi. Kiểu như là mình nhận được thư hoặc là nhận được mail của ai đó, mình định là trả lời người ta nhưng mà gì đấy nhỉ, lúc đấy mình lại có rất là nhiều cái công việc phải làm, rất là bận, nên là mình bị sao nhãng, bị quên đi. Dùng cái dạng thức như này nhá. Số 1 này, Sutarete Sutareru. Đây, chữ Hán là chữ phế, có nghĩa là bị hủy bỏ này, bị phế đi này. Abarete là chữ bạo, chữ bộc, có nghĩa là bạo lực hoặc là làm hùm beng lên. Motarete thì có thể là chữ chỉ. Đấy, cái từ số 6 ấy là một từ mà được dùng khá là nhiều ở trong khi thi JLPT, nên các bạn chú ý. Ngoài cách đọc là Magirete, chúng ta sẽ còn có dạng tính từ của nó đúng không? Đó là Magirawasu, Xin lỗi, tính từ là Magirawashi chứ. Đấy. Có nghĩa là dễ gây nhầm lẫn này. Dạng từ ghép nó sẽ đọc là phun, trong từ phun xít sự là làm mất, vân vân. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2, môn đai từ vựng. Câu 7 này. Atarashii shachou ni wa nantoka kono kurushii joukyou wo nana ni shite hoshii. Các bạn ở đây thấy có ngữ pháp là tehoshi đúng không? Là muốn ai đó làm gì? Tôi muốn giám đốc mới ấy sẽ cái gì đó này, sẽ làm gì đó cái vô kiểu cái tình huống, cái tình trạng khó khăn này. Đấy, bằng cách nào đó. Vậy chúng ta sẽ xem từ nào là phù hợp này. Từ đầu tiên Hán tự là chữ đả và chữ khai. Đà khai có nghĩa là tháo gỡ, khai thông này, nghe thấy nghĩa có vẻ hợp lý đây. Số 2 chúng ta có Hán tự là chữ triển và khai, tên khai. Số 3 là đả và đảo, đà tô. Và 4 là chuyển đảo là tên tô. Bây giờ sẽ cùng phân tích. Từ đầu tiên, đả khai. Từ này có nghĩa là tháo gỡ, khai thông. Nó có nghĩa là tìm cái cách giải quyết, đúng nhỉ? Đấy. Tháo gỡ một cái tình hình đang đi vào khó khăn hoặc là mang tính chất bế tắc. Chúng ta thấy là rõ ràng là về trước nó đang có cụm là Kurushijou kiểu, vậy rất là phù hợp đúng không? Chúng ta sẽ chọn phương án là 1 là phương án chính xác này. Ngoài cái từ Jou kiểu ấy thì cái từ Dakai này nó thường đi với các từ diễn tả cái tình trạng. Ví dụ từ kiểu Kyumen, tháo gỡ cái cục diện nhá, hay là tháo gỡ cái chi tài. Đây, đằng trước là những cái từ như thế này sẽ đi kèm với từ Dakai. Tiếp theo từ số 2, Hán tự là chữ triển và chữ khai. Thì từ này có rất là nhiều cách hiểu. Cách hiểu đầu tiên có nghĩa là mở rộng. Đấy, mở rộng, ví dụ như là fuke ga tenkai suru, có nghĩa là cái phong cảnh nó trải rộng ra trước mắt, nó mở rộng, nó trải dài. Đấy, hay là gì nhỉ? Hay là chúng ta có thể dùng với từ jiken. Jiken ga tenkai suru có nghĩa là cái vụ gì nhỉ? Cái vụ việc đúng không? Cái vụ án nó phát triển này. Ngoài ra có thể dùng nó như một tha động từ nhá. Mình có thể nói là ronso tenkai suru có nghĩa là mở rộng cái cuộc tranh luận. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là khai triển. Này, đại Hán tự là triển khai, có thể dịch là khai triển. Dùng trong toán học, ví dụ như là các bạn có hàng đẳng thức a cộng b tất cả bình phương ấy, đúng không nhỉ? Thì bằng a bình cộng 2ab cộng b bình, thì đấy gọi là khai triển của cái hàng đẳng thức đó, thì cũng dùng trong trường này. Nhưng mà bối cảnh này thì không phù hợp rồi. Số 3 chúng ta có từ chữ Hán là đả và đảo, thì nó nghĩa giống tiếng Việt, có nghĩa là đả đảo, lật đổ. Đằng trước sẽ là những cái từ diễn tả cái yếu tố chính trị nhá, ví dụ như là lật đổ cái chế độ này, xê độ, lật đổ seiken, lật đổ chính quyền, lật đổ cái seifu, chính phủ, hoặc là lật đổ cái chủ nghĩa gì đó. Đấy, những khái niệm mang tính chính trị. Số 4, tento có nghĩa là đảo ngược, lộn ngược. Ví dụ như là joge kanke ga tento suru có nghĩa là cái mối quan hệ trên dưới nó bị đảo ngược. Đấy. Hoặc nó mang nghĩa là giống từ taoreru là ngã. Chẳng như là ishi ni tsumazite tento suru là bị vấp cục đá và bị ngã, không phù hợp. Câu số 8, một câu katakana, eisha no eigyo buchou wa shuchou ga ooku nakanaka nanani ga torenai. Trưởng phòng kinh doanh của công ty A ấy, hay phải đi công tác và đi công tác nhiều, mãi mà tôi không thể làm sao đó. Các bạn cùng xem các từ. Từ đầu tiên, commento. Commento là bình luận này. Bình luận này, cái từ này từ gốc tiếng Anh nó là như thế này đúng không? comment có nghĩa là bình luận. Thông thường cái từ comment tội này nó thường dùng với nghĩa là gì nhỉ? Nó là cái việc mà đưa ra ý kiến hoặc là giải thích về một cái vấn đề nào đó. Đấy, nó sẽ thường đi kèm với lại các từ chẳng hạn như là từ commento sakeru chẳng hạn, có nghĩa là tránh bình luận, đúng không? Tránh cái việc bình luận này. Hoặc là các bạn có thể dùng là nani nani ni tsuite commento suru, có nghĩa là bình luận về cái vấn đề gì đó nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng là no commento, là miễn bình luận, không bình luận. Đấy, bối cảnh này không phù hợp, nó không đi từ thô đự. Từ số 2. Từ số 2 là approach. Từ này có nghĩa là tiếp cận. Đấy, giống từ sekin ấy. Với nghĩa một là lại gần, theo kiểu đúng là nghĩa đen. Nghĩa thứ hai có nghĩa là tiến tới, đúng nhỉ? Cái là đối tượng của mình có thể dùng với từ chẳng như là kenkyu ni approach suru, có nghĩa là mình tiếp cận cái nghiên cứu đó, mình lại gần cái nghiên cứu đó, mình đến gần hơn cái nghiên cứu đó. Không phù hợp trong bối cảnh câu này. Từ số 3, meeting. Từ này thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. Meeting, đúng nhỉ? Có nghĩa là cuộc họp. Đấy, cuộc họp thông thường là cái cuộc họp quy mô nó không lớn như là kaigi, và nó cũng không kiểu như là quá trang trọng như là kaigi nhá. Đấy. Cuộc họp này thì nó sẽ thường dùng với một số từ khác đi kèm, chẳng hạn như là staff meeting, đấy, là họp nhân viên này, hay là meeting room. Nếu mà từ đi với kaigi chúng ta sẽ dùng là từ kaigi shitsu, đúng không? Có nghĩa là phòng họp. Nhưng mà đi với từ meeting sẽ là meeting room, là phòng họp. Ngoài ra có thể dùng với từ hiraku nhá. Meeting wo hiraku, có nghĩa là mở cuộc họp. Đấy, không phù hợp. Từ cuối cùng của chúng ta, appointo. Từ này thực ra nó viết tắt bởi gì nhỉ? Bởi cái từ appointment, đúng nhỉ? Appointment, xin lỗi. Từ này nó khá là khó phát âm. Đây. Appointmento. Appointmento. Đây nhá. Từ đầy đủ của nó là như thế này. Còn từ được viết tắt sẽ là appointo như này. Đấy. Gốc sẽ là từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cuộc hẹn. Và đi với lại được động từ thoru, chúng ta sẽ có appointo thoru, có nghĩa là đặt hẹn. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng ở đây sẽ là phương án số 4. Người này, cái vị trưởng phòng kia bận cho nên là tôi mãi mà tôi không đặt hẹn được. Đấy. Câu số 9 này. Một câu về phó từ. Kochira wa この地方で取れる野菜を何に使った料理です. Đây là cái món ăn mà sử dụng gì đó nhá, sử dụng gì đó này. Rau mà có thể lấy, có thể hái được ở cái vùng này. Các bạn dùng cùng xem các từ. Từ đầu tiên, zurari to, từ này có nghĩa là la liệt. Nó dùng để diễn tả cái gì nhỉ? Nó dùng để diễn tả cái việc người và đồ vật ấy. Đấy, nó xếp thành hàng một chuỗi dài. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là zurari to narandeiru, xếp la liệt. Đây không phù hợp với bối cảnh là động từ tsukaru là sử dụng, không thỏa mãn. Số 2, tamarito. Nếu mà các bạn chỉ dịch theo nghĩa tiếng Việt là nhiều ấy thì các bạn sẽ thấy là nó dịch nghĩa hoàn toàn phù hợp, đó là sử dụng nhiều rau. Thế nhưng mà cái từ tamarito này ấy, nó sẽ thường dùng với các khái niệm về tiền bạc và thời gian nhá. Ví dụ như chúng ta có thể nói là tamarito mokeru, đấy, có nghĩa là kiếm được nhiều tiền này. Hoặc là có thể nói là Tamarito itadaku là nhận được nhiều cái gì đó. Còn nó không phù hợp khi dùng với động từ tsukaru là sử dụng cái gì đó, nên là chúng ta sẽ không lựa chọn số 2. Từ số 3, fundani. Fundani có nghĩa là nhiều. Đấy. Và nó sẽ phù hợp với lại động từ tsukaru. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án số 3 là phương án chính xác. Từ fundani ngoài được dùng như là một phó từ, nó còn dùng như một tính từ nữa. Chẳng hạn như là các bạn có từ fundana shigen, đó là nguồn tài nguyên dồi dào phong phú, có rất là nhiều. Từ số 4, yatarani, từ này có nghĩa là cực kỳ, ví dụ như là yatarani urusai là cực kỳ ồn ào, hay là yatarani kaikomu, đúng không ạ, là mua một cách quá nhiều, mua một cách quá thể, mua một cách gọi là muyamini, thiếu suy nghĩ. Đúng đây phải là số 3 nhé. Món ăn sử dụng rất nhiều rau, đúng nhỉ? Câu số 10, một câu về động từ này. Dokyusei to sunenburi ni atte hanashi ga. Mấy năm rồi mới gặp lại người bạn cùng khóa, câu chuyện nó làm sao đó. Từ đầu tiên, hakadota, động từ gốc của chúng ta sẽ có kanji. Hakadoru. Đây. Hakadota hán tự là chữ duệ, chữ duyệt, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tiến bộ. Nó dùng với lại những cái khái niệm chẳng hạn như là gì nhỉ? Shigoto này, công việc tiến bộ này, đúng không? Hay là nó dùng với lại sagyo, nó dùng với benkyo, học hành tiến bộ, nghiên cứu, những cái công việc mà diễn ra một quá trình dài ấy, tiến triển một cách thuận lợi trôi chảy thì dùng cái từ này nhé. Rõ ràng là không đi với hanashi. Từ số 2, các bạn có từ odota. Odota. Đây. Cái từ đầu tiên thì quá là dễ hiểu rồi, nó nghĩa là nhảy, đúng không? Nhảy múa. Ngoài ra còn có cái cách viết khác là chữ dược. Thì nếu như là chữ dược này nó sẽ mang nghĩa là nhảy, chẳng hạn như là cá nhảy trong lưới ấy. Đấy, thì có thể dùng từ này nhá. Đây, sakana này. Hoặc là gì nhở? Tim nhảy nhót trong lồng ngực, cái kiểu nghĩa trừu tượng một chút như thế, đúng không? Kokoro. Này không phù hợp, nó không đi với từ hanashi. Số 3, hazunda. Đây. Cái chữ này nó có nghĩa là, đầu tiên nghĩa là nảy, ví dụ như là boruga hazumu có nghĩa là bóng nó nảy lên này. Nó có cái sự đàn hồi ấy, chúng ta đánh nó xuống, nó bật lên thì dùng cái động từ hazumu này. Ngoài ra nó còn nghĩa là rộn ràng, rôm rả. Nó đi với các từ như là kokoro hay là hanashi, đây các bạn thấy có hanashi thì chúng ta sẽ chọn luôn là phương án số 3 là phương án phù hợp. Nó sẽ là từ kokoro này. Kokoro ga hazumu có nghĩa là trái tim nó rộn ràng. Hanashi ga hazumu là cái cuộc trò chuyện nó rôm rả rất là vui. Từ số 4, yawaraida, hán tự sẽ là chữ hòa. Từ này có nghĩa là nguôi ngoai. Đấy, nguôi ngoai hoặc là dịu đi. Nó có thể dùng với những khái niệm chẳng hạn như là cái nóng, đúng không? Atsusa. Atsusa ga yawaragu có nghĩa là cái nóng nó dịu đi này. Itami, cơn đau nó dịu đi này. Hay là gì nhỉ? Hay là dùng với lại những từ chẳng hạn như là từ thái độ. Thái độ hyojo ga yawaragu có nghĩa là cái thái độ, cái biểu cảm nó mang tính chất nhẹ nhàng, mềm mỏng thì dùng. Đúng đây sẽ là 3 nhá. Gần như là những cái câu này chúng ta phải để ý cái cụm đi kèm nó. Chẳng hạn như là cái này sẽ là hanashiga này. Cái này sẽ là động từ tsukata. Đây sẽ là đi với lại được với lại toru, torenai sẽ là số 4. Tiếp theo câu số 11, Câu 11 là một câu về tính từ. Kankyaku wa minna kare no ensō ni kandō shite nana ni hakushi wo okutta. Khán giả ấy thì tất cả đều cảm động với cái màn biểu diễn của anh ấy. Ensō đây là biểu diễn nhạc cụ. Và đã gửi tràng pháo tay làm sao đó. Các bạn thấy các phương án đầu tiên, một này, nasakenai. Nasakenai có nghĩa là thảm hại, đáng thương. Nó hay đi kèm với lại những cái từ chẳng hạn như là gì nhỉ? Seki chẳng hạn này. Thành tích. Một cái thành tích rất là đáng thất vọng, rất là thảm hại. Đấy. Đi với từ jibun. Nasakenai jibun có nghĩa là cái bản thân thảm hại, đúng nhỉ? Hay là một cái gì đấy nhỉ? Một cái sugata, một cái dáng vẻ rất là đáng thương. Này không đi với từ hakushu, không chọn nhé. Số 2. Oshiminai. Oshiminai có nghĩa là hết mình, không tiếc. Đây sẽ là từ đi được với hakushu. Nó là mang tính chất cố định luôn. Đúng là 2. Từ gốc của nó chúng ta ấy sẽ là động từ oshimu. Các bạn biết là động từ oshimu nghĩa là tiếc rồi đúng không? Thì ở đây người ta biến ra một chút là thành oshiminai là không tiếc. Có nghĩa là khán giả ấy, họ gửi những tràng pháo tay, họ không có tiếc những tràng pháo tay đó. Mang tính chất như là rất là giòn giã, rất là lâu. Đấy, họ không có gì nhỉ? Họ không có do dự gì với việc vỗ tay như vậy. Thì nó sẽ là mang pháo tay của động từ này nhá. Số 3, sarigenai. Sarigenai nó là cái sự vừa phải, không quá lố. Đấy, không gây khó chịu cho người khác. Nên chúng ta có thể nói là sarigenai kokorozukai. Kokorozukai có nghĩa là cái sự quan tâm mang tính chất tinh tế, mang tính chất vừa phải, hợp lý, không khiến người ta khó chịu. Số 4, nanigenai là vô tư, vô tình, đúng không? Ví dụ như là từ hitokoto. Đi được với hitokoto nhá. Nanigenai hitokoto có nghĩa là một cái câu nói, một cái lời nói vô tình thôi. Đấy. Đúng, đây là 2 này. Câu số 12. Terebi de shoukai sareta koto de oku no hito ga kenbutsu ni. Bởi vì đã được giới thiệu ở trên TV, rất là nhiều người đã làm sao đó tham quan, xem các từ này. Đây các bạn đều thấy là các động từ phức. Đầu tiên là chúng ta có từ oshiyoseta. Từ đầu tiên đọc là oshiyoseta nhé. Từ thứ hai đọc là hiki yoseta. Từ số 3 là yose atsumeta. Và từ số 4 là yose tsuketa. Chúng ta sẽ đi xem nghĩa của từng từ này là gì. Đầu tiên oshi yoseta. Từ này có nghĩa là kéo lại. Ví dụ chúng ta kéo một món đồ lại gần một cái khu vực nào đó. Đấy, chẳng hạn như là kéo cái bàn lại gần cửa sổ ấy, đúng không? Sẽ là tsukue o mado giwa ni oshi yoseru. Đấy, ngoài cái nghĩa đó ra nó còn có nghĩa là ập đến, ào đến. Ví dụ như là onami này, sóng lớn ập đến này, đúng không? Hoặc là gì đấy, gunshu, đám đông, ập đến, đám đông ào đến. Ở đây chúng ta sẽ có từ okunohito sẽ giống từ gunshu. Như vậy chúng ta chọn phương án đúng là 1 nhé. Rất là nhiều người đã ào đến. Đấy. Từ số 2, hikiyoseta. Từ này có nghĩa là thu hút. Ví dụ như là kokoro hikiyoseru là thu hút trái tim của ai đó. Hoặc là kéo lại gần, chẳng như là kéo cái ghế lại gần, isu wo hikiyoseru. Có thể dùng với từ isu này, cái ghế này. Hoặc là từ kokoro này. Số 3 có nghĩa là gom lại, chẳng như là gom cái lá khô lại để đốt đấy, ochiba. Và từ số 4 có nghĩa là cho lại gần. Đấy, ví dụ như là cho ai đó lại gần, hito yosetsukeru. Vậy là đúng ở đây sẽ phải là số 1 với dấu hiệu đó là okunohito ga. Nhiều người họ kéo đến, ào đến. Tiếp theo câu số 13, câu cuối cùng của chúng ta. Đây là một câu dưới dạng thức là gokese. Nếu như ở N2 sẽ là môn đai số 3 với 3 câu hỏi. Thì N1 có 5 người ta ra, có 5 người ta không ra. Và nếu có thì sẽ ở môn đai 2 với 1 câu nhé. Chúng ta có này Shou sư gì đó, no ike mo yoku kite kara kimeta hogai. Thì mọi người thấy là có từ shou sư, chắc chắn là từ đi kèm còn lại sẽ phải là từ ha, đúng không? Chữ này là chữ phái, có nghĩa là phe phái. Khi mà nó đi kèm với lại những cái từ khác, nó có nghĩa là cái phe. Đấy. Thì shou sư ha sẽ là phe thiểu số, phe số ít. Ngoài cái từ shou sư ha này, chúng ta còn có một số từ khác. Ngược lại với nó sẽ là từ ta sư ha, đó là phe đa số này, số đông này, đúng nhỉ? Han tai ha là phe phản đối. Hay là chúng ta có gì nhỉ? Kakushin ha là phe đổi mới, phái đổi mới, vân vân. Câu này có nghĩa là chúng ta cũng nên lắng nghe cẩn thận cái ý kiến của phe thiểu số rồi mới quyết định. Chữ phân thì thường không dùng nhá, trong cái trường hợp ghép như này. Chữ hệ thì chúng ta sẽ có dùng trong một số trường hợp, chẳng hạn như là Taioke này, hệ mặt trời, hay là Setaike, hệ sinh thái. Đấy. Hoặc là gì đấy, Gaishike, dạng có vốn đầu tư nước ngoài, vân vân. Số 4 là gawa, nó dùng để diễn tả phía. Ví dụ các bạn có một loạt các từ như là soto gawa, đúng không? Là phía bên ngoài. Đây, tượng trưng vài từ soto gawa là phía bên ngoài này. Hay là chúng ta có từ hidari gawa là phía bên trái. Aite gawa là phía đối phương. Vân vân, không phù hợp. Chúng ta sang môn đai số 3, môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 14. Môn đai ga kojireta bai wa sugu ni houkoku shite kudasai. Động từ kojireru có nghĩa là trở nên phức tạp, trở nên rối ren. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái từ nào đồng nghĩa đây? Trường hợp mà vấn đề nó trở nên phức tạp, trở nên rối ren ấy, thì hãy ngay lập tức báo cáo. Từ đầu tiên, hassei shita là phát sinh, henka shita là thay đổi, kaiketsu shita là được giải quyết, và Fukuzatsuka shita là nó phức tạp hóa, nó phức tạp lên. Đồng nghĩa sẽ là 4. Yom bằng. Tiếp theo câu số 15 này, một câu dùng phó từ, đúng không? Hiroe wa todokori naku susunda. Đây các bạn có cái từ này nha. Này, từ này ấy, chúng ta có chữ Hán là chữ phi, chữ lộ và chữ yến. Yến trong yến tiệc, lộ trong từ bộc lộ đấy. Thì bình thường ấy, cái từ hiro này nó có nghĩa là công khai, phơi bày, vạch trần. Nhưng mà khi nó đi kèm với từ chữ yến đằng sau thì có nghĩa là cái tiệc mà để chúng ta công khai cái gì đó, và thường sẽ là tiệc cưới. Đấy, để công bố là tôi đã kết hôn. Thì câu này có nghĩa là tiệc cưới ấy, nó đã tiến triển một cách làm sao đấy. Các bạn thấy người ta gạch cái từ Todoko Rinaku, đúng không? Các bạn sẽ nhớ cái động từ gốc của chúng ta là gì nhỉ? Todoko Oru. Hay cái từ này nó có nghĩa là Todoko Oru, nó có nghĩa là trì trệ, đúng nhỉ? Thì dạng danh từ là Todoko Ori có nghĩa là cái sự trì trệ, mà lại Naku là không có sự trì trệ. Đấy, nó diễn ra một cách không có sự trì trệ, có nghĩa là nó diễn ra một cách làm sao đấy, thuận lợi, êm đẹp. Thì chúng ta sẽ dùng cái từ nào là phù hợp đây? Số 1 này, juncho ni, đúng rồi, thuận lợi, giống từ mondai naku. Đấy, mondai nai, hoặc là từ smooth ni, đúng là 1 nhá. Số 2, yote yoku hayaku, yote yori hayaku, nghĩa là nhanh hơn dự định. Nó diễn ra thuận lợi chưa hẳn là nhanh hơn dự định, có thể là đúng theo dự định, đúng không nhỉ? Nói là nhanh hơn là không phải nhá. Số 3 là shizuka ni, là diễn ra một cách gọi là trầm lắng, yên lặng, không phải. Yasumu koto naku là không nghỉ, cũng không đúng. Câu số 16. Ima no joshi wa chotto shippai shita dake demo nechi nechi to monku wo itte kuru. Sếp hiện tại của tôi ấy, thì dù tôi chỉ có sai một chút thôi, sai là một chút thôi, nhưng mà nói phàn nàn than phiền rất là làm sao? Nechi nechi. Nechi nechi là dai dẳng. Đấy, nói rất là dai, tôi sai một lần mà nói đi nói lại, nói mãi. Sư nhị là ngay lập tức này, shitsukoku là dai dẳng, đúng rồi. Đúng đây sẽ là số 2. Ogesani. Ogesani là giống từ obani, có nghĩa là phóng đại, khoa trương, quá lên, không phải. Ogoede là giọng to cũng không đúng nhá. Đúng đây phải là số 2. Tiếp theo câu 17 này. Kino tomodachi to itta no wa misuborashi mise datta. Cái quán mà hôm qua tôi đi với bạn tôi ấy là một cái quán misuborashi. Này các bạn bắt buộc phải biết từ này, chứ nếu không các bạn ghép vào thấy cái nào nó cũng phù hợp. Misuborashi có nghĩa là tồi tàn. Vậy thì cái từ nào nó đồng nghĩa với từ tồi tàn đây? Một cái quán tồi tàn. Một này đó là nhỏ và bẩn, cũng thấy có nét nghĩa tồi tàn rồi đúng không? Số 2 là Furuga Kirena là cũ nhưng mà sạch sẽ. Vậy thì không phải là tồi tàn rồi đúng không? Tồi tàn nó mang sắc thái là tiêu cực. Đấy, nói như này thì nó vẫn là mang sắc thái tích cực rồi. Ninki Nga Ru là được ưa chuộng, được mến mộ, không phải. Subarashi là tuyệt vời, nghĩa là hoàn toàn tích cực, không đúng này. Vậy đúng nhất đây phải là số 1. Có nghĩa là một cái quán rất là nhỏ và bẩn thỉu, đúng nhỉ? Tồi tàn. Tiếp theo câu số 18. Câu về động từ nhá. Totsuzen shorei o teishutsu shiro to iwarete atahuta shita. Từ atahuta có nghĩa là hoảng hốt, cuống lên. Đột nhiên bị nói là nộp tài liệu đi thì tôi cuống lên, tôi hoảng lên. Komata là tôi gặp khó khăn này. Okota là tôi nổi giận. Từ này là gì đấy? Awateta là tôi luống cuống, hoảng hốt, đúng rồi. 4 là odoroita là tự giật mình, không phải nhá. Sang bằng là chính xác. Câu 19, câu cuối cùng ở môn đai số 3. Denshu ga amari ni taihen de. Cái này không đọc ô tô đâu các bạn nhá. Neo ageta. Luyện tập quá là vất vả và tôi đã làm sao đó như thế này. Các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ chắc là sẽ có bạn sẽ phân tích chữ này là chữ âm, là âm thanh. Ageru chắc là cái từ này là cất âm thanh. Vậy các bạn nghĩ là một, đó là tôi nói cái lời than phiền. Nhưng cái từ neo ageru này nó không phải là mang nghĩa là than phiền, mà nó là gì đây nhỉ? Nó là tôi làm sao đấy, tôi không thể chịu được nữa. Đấy, chúng ta sẽ xem cái từ nào mang nghĩa là không chịu được nữa, bỏ quyết định bỏ cuộc ấy, đầu hàng đấy. Luyện tập quá là vất vả nên là tôi chịu không nổi, tôi bỏ cuộc, tôi đầu hàng. Một là tôi nói cái lời phàn nàn nhá, không phải này. Tôi bị bệnh cũng không phải. Tôi không còn nói được nữa. Và tôi thái ra đây là tôi chịu không nổi, đúng rồi. Đúng đây phải là số 4. Yomba. Chúng ta sang môn đai cuối cùng, môn đai cách dùng từ. Từ số 20 này. Hán tự thì nhìn rất là dễ đúng không các bạn? Chắc là bạn nào cũng biết hán tự và đọc nó. Hán tự là Shutsudo. Shutsudo có nghĩa là gì? Nếu không nói nghĩa các bạn có biết được từ này là nghĩa là gì không? Hán tự là xuất và động. Nghĩa của nó là được điều động hoặc là ra quân. Thông thường nó dùng với bối cảnh là gì nhỉ? Là quân đội hoặc là công an. Đấy, hướng tới một cái nơi nào đó, được điều động tới một nơi nào đó để thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ các bạn xem cái từ nào thể hiện cái bối cảnh như vậy nhá. Câu 1 này. Buổi sáng ấy, tàu điện lúc nào cũng đông bởi những cái người salaryman, bởi những cái người nhân viên, những người làm công được điều động, không nói đi salaryman thì không đi với từ shudo đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ shukin. Đấy, tàu điện đông bởi những cái người nhân viên họ đi làm đúng nhỉ? Thì mới đúng chứ không phải là shudo này. Câu số 2 này. Demotai no bodo chinatsu suru tame ni guntai ga shudo shita. Các bạn đây có thấy cái từ guntai rồi đúng không nhỉ? Quân đội rồi. Quân đội đã ra quân, quân đội đã được điều động để trấn áp cái cuộc bạo động của đoàn biểu tình, của nhóm biểu tình. Chính xác nhá. Số 2. Số 3 là hãy kiểm tra, hãy điều tra, hãy tìm hiểu xem cái động cơ ô tô ấy nó có đang được điều động không? Không phải. Cái này chúng ta phải dùng từ hoạt động đúng không? Sado. Câu số 4 này. Tôi nghĩ anh ta không phải là cái kiểu đàn ông mà được điều động bởi cái sự xà si dự, bởi cái sự ra lệnh của người khác, đây phải dùng từ go cự, anh ta không phải là cái người mà làm việc theo, hoạt động theo cái sự chỉ đạo của người khác đâu nhá. Đúng, đây phải là 2. Tiếp theo 21, chúng ta có từ Nayamashi. Từ này nó sẽ có hán tự, nhưng mà người ta không viết hán tự, bởi vì nếu viết có thể các bạn sẽ biết. Nayamashi đây. Từ Nayamashi này nó sẽ thường dùng với hai nghĩa chính. Nghĩa đầu tiên có nghĩa là đau đầu, gây chăn trở, gây đau đầu, gây phiền toái. Đấy. Và thường nó đi kèm với từ Mondai. Nayamashi Mondai có nghĩa là cái vấn đề đau đầu, cái vấn đề gây chăn trở cho ai đó. Vậy nhìn vào dấu hiệu đó các bạn thấy ngay là một là phù hợp này. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là quyến rũ, chẳng hạn như là Nayamashi Kaori, một cái hương thơm, một cái mùi hương rất là quyến rũ này, một cái shirabe, một cái giai điệu rất là quyến rũ này, hay là một cái vẻ đẹp rất quyến rũ, utsukushi sợ. Câu 1 là phù hợp nhé, bởi vì có Mondai. Câu này có nghĩa là có nên chuyển việc hay không thì thật là một cái vấn đề mà đau đầu, thật là một cái vấn đề mà khiến tôi phải chăn trở. Câu số 2, đây mang tiếng là bài toán tiểu học mà lại đau đầu. Các bạn thấy là nghĩa nó dịch, nếu mà dịch tiếng Việt thì thấy đúng không? Nhưng mà đối với lại cái khái niệm về toán học như này chúng ta không dùng là đau đầu, cái này chúng ta dùng từ muzukashi, mang tiếng là toán tiểu học mà lại khó. Câu số 3 này, cuốn tiểu thuyết này thì cái nhân vật rất là nhiều và cái câu chuyện nó đau đầu. Dùng với câu chuyện chúng ta không dùng từ đau đầu mà phải dùng từ fukuzatsu, câu chuyện nó phức tạp, hoặc có thể dùng với từ yayakoshi cũng được. Fukuzatsu là cái từ mang tính chất của các cấp dưới rồi, còn N1 sẽ dùng từ yayakoshi nhá, phức tạp này. Câu 4, nanika nayamashi koto ga areba soudan shite kudasai, nếu có cái chuyện đau đầu gì ấy thì hãy trao đổi với tôi. Các bạn cũng nghĩ là cái này là đúng không? Nhưng mà nó sẽ không dùng cái dạng thức là Nayamashi Koto. Nó chỉ có là Nayamashi Mondai thôi. Trong trường này nếu mà dùng các bạn sẽ dùng đơn giản là Nayami. Nếu có cái trăn trở gì. Đấy, Nanika Nayami Gareba, hoặc có thể dùng là Nayami Goto. Nayami Goto là cái điều trăn trở, cái chuyện trăn trở thì được nhá, còn không dùng là Nayamashi Koto. Hinto ở đây là Mondai này. Tiếp theo câu số 22, một từ láy, từ Biku. Biku có nghĩa là run sợ, sợ sệt. Nó nghĩa giống với từ Obieru. Chúng ta cùng xem là từ nào là từ mang nghĩa như vậy này. Câu 1, lúc mà lần đầu tiên phát biểu ấy thì vì căng thẳng cho nên là hizaga biku shite shimatta, vì căng thẳng cho nên đầu gối tôi sợ sệt, không phải đúng không? Đi với từ đầu gối thì không thể dùng được từ biku, cái này các bạn phải dùng từ gaku, có nghĩa là đầu gối tôi nó run bần bật, cảm giác như là đứng không vững nữa. Câu số 2 này, anh ấy hướng về phía trước và đi nhanh chân, đi thoăn thoắt đúng không? Không dùng từ biku. Cái này các bạn phải dùng từ suta. Câu số 3. Câu số 3 này, mọi người vừa sợ hãi vừa chờ đợi cái ca sĩ nổi tiếng đến Nhật. Không phải, cái này chờ đợi ai đó như vậy, cái này phải dùng từ waku là háo hức. Mọi người đang rất là háo hức chờ một ca sĩ nổi tiếng đó đến Nhật. Vậy là chỉ còn 4 thôi. 4 là chúng ta thấy có gì nhỉ? Tôi lúc nào tôi cũng sợ là liệu rằng tôi có bị mẹ tôi mắng không? Đúng nhỉ? Bối cảnh phù hợp nhất sẽ là 4 nhé. Dấu hiệu là cái nghĩa của câu phía trước. Tiếp theo câu số 23. Hán tự thì trông cũng rất là dễ đúng không các bạn? Chữ thủ và chữ khẩu. Teguchi. Từ Teguchi này nó có nghĩa là thủ đoạn mánh khóe của tội phạm. Đấy, chúng ta cùng xem này, cái nào phù hợp. Số 1, tôi đã thử làm theo cái thủ đoạn, cái mánh khóe của cái sensei của cái sách hướng dẫn. Không phải, cái này phải là tôi đã thử làm theo cái teijun, theo cái quy trình ở trong sách hướng dẫn. Ví dụ nấu ăn người ta trình bày các bước 1, 2, 3, 4 là gì đấy, thì tôi làm theo từng cái bước như vậy thì dùng từ teijun nha. Câu số 2 này, dần dần ấy, cái mánh khóe nấu ăn đã agatekito, đã được nâng cao. Cái này chúng ta không dùng từ teiguchi mà phải dùng từ ude, có nghĩa là cái tay nghề. Câu số 3, kono tonanjike wa pro no teiguchi ni yoru mono da. Cái vụ trộm này, cái vụ cướp này ấy, là cái thứ mà do mánh khóe của bọn chuyên nghiệp. Đúng rồi, các bạn thấy có hinto là gì nhỉ? Đây, tonan jiken có nghĩa là cái vụ, vụ cướp, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là nó phù hợp với bối cảnh là thủ đoạn mánh khóe của tội phạm, nên chúng ta chọn 3 nhé. Câu 4 này, tôi đã thử tìm hiểu cái thủ đoạn giao thông, mánh khóe giao thông từ công ty đến sân bay. Cái này không phải, kiểu như là tôi đã tìm xem là từ công ty đến sân bay thì có thể đi bằng những cái phương tiện gì ấy, xe buýt hay là taxi vân vân. Thì cái này chúng ta không dùng từ sư teiguchi mà đi với từ cô sư này, chúng ta phải dùng từ sư đăng, đó là các cái phương tiện giao thông có thể sử dụng. Tiếp theo câu số 24. Câu 24 các bạn có hán tự là chữ khinh và chữ suất. Chữ này được đọc là kesotsu, một tính từ đuôi na. Từ này có nghĩa là thiếu thận trọng đấy, khinh suất hoặc là bất cẩn, fuchiwi đấy. Thông thường ấy, nó sẽ đi kèm với lại những từ như thế nào? Những cái từ diễn tả cái gì nhỉ? Cái việc làm mang tính chất thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng, chẳng hạn như là kê sốt sự nó. Handan, đúng không? Cái phán đoán, cái nhận định mang tính chất khinh suất bất cẩn này, cái phát ngôn mang tính chất bất cẩn, cái hành động, đúng không? Cô đồ, hành động khinh suất, hành động bất cẩn này. Hoặc có thể dùng với từ kesotsu nahito, một người thiếu thận trọng. Chúng ta xem cái trường hợp nào là phù hợp nhé. Câu số 1, tôi gặp tai nạn giao thông và tôi đã bị một cái tật khinh suất ở chân. Này không phải, bị một cái tật nhẹ, đúng không? Cái này cũng dùng từ kari. Đấy, có nghĩa là bị tai nạn giao thông và nó còn để lại một cái hậu quả, một cái di chứng nhẹ ở chân tôi ấy, dùng cái từ karui này, không dùng từ kesotsu. Câu số 2 này, tôi ăn kiêng và cái cơ thể của tôi đã trở nên khá là, kesotsu là không đúng, cái này phải dùng là cơ thể tôi trở nên nhẹ, đúng không nhỉ? Karuku nata. Câu 3 nhé, cái cuốn tiểu thuyết ấy mà tôi bắt đầu đọc với cái cảm giác khinh suất, bây giờ tôi đã trở nên say mê nó. À, tôi đã đọc với cái cảm giác gọi là cảm giác rất là nhẹ nhàng, cà rươi, kiểu như là đọc cho vui thôi, đọc không có dặn lòng là sẽ đọc một ngày vài trang thôi chẳng hạn, đọc cho vui, đọc cho biết thôi, nhưng mà hóa ra nó cuốn quá, đúng không? Đọc một ngày bây giờ là đọc mấy chục trang, say mê nó. Câu 4, vậy thì chỉ còn 4 là phù hợp thôi. Các bạn thấy đằng sau cái từ kê sốt là từ cô đồ này, này phù hợp với lại cái chúng ta đã liệt kê ở trên, đúng không? Tại vì cái hành động bất cẩn khinh suất của tôi mà mọi người đã gặp phiền phức. Đúng là 4 nhá. Tiếp theo chúng ta có câu 25. Câu 25 này, hán tự là chữ thoát và chữ lạc. Datsudaku. Từ datsudaku ấy, nó có nghĩa là tụt lại hoặc là bị loại khỏi. Nó diễn tả là gì nhỉ? À, có một đoàn thể nhá, có một tổ chức cùng nhau làm một hành động gì đó, và một cái người nào đó ấy, hoặc là một nhóm nào đó ấy, không còn theo được cái tiến trình mà đội nhóm đấy đang đi nữa, thì sẽ dùng như vậy. Bây giờ các bạn xem cái từ nào là phù hợp. Câu 1 này, do ảnh hưởng của động đất mà tàu điện đi đến sân bay Narita ấy, nó đã bị tụt lại. Đi với tàu điện thì chắc chắn là chúng ta không dùng từ datsudaku này được, chúng ta phải dùng từ dasen, đúng không? Trạch đường này, đạt C này mới đúng. Câu 2, cái xác suất mà máy bay nó bị tụt lại còn thấp hơn cả tai nạn ô tô Cái này chúng ta cũng không dùng đúng nhỉ? Đây chắc là mang nghĩa là xác suất mà máy bay rơi, dùng từ tsudaku thì phù hợp nhá. Câu 3, cái đội A ấy nó thua 10 trận liên tiếp và nhanh chóng là bị tụt lại, nhanh chóng là bị loại khỏi cái cuộc cạnh tranh chức vô địch. Đúng rồi, có rất là nhiều đội A, B, C, D, E, F, G, H vân vân. Đấy, các đội này tranh nhau vị trí dẫn đầu đúng không? Ban đầu đội A cũng nằm trong cái đội hình như thế, nhưng mà đội A thua 10 trận liên tiếp và bị tụt lại, bị loại khỏi cái vòng tranh giành này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy 3 là phù hợp nhất nhé, với bối cảnh là đây, Yusho Arasoi Kara. Câu số 4 này, thang máy nó bị hỏng và tôi đã tụt lại từ tầng 5. Cái này có thể là rơi xuống đúng không ạ? Chúng ta dùng từ raka là phù hợp. Đó, như vậy là chúng ta đã cùng nhau chữa xong cái đề Mojigoi này. Các bạn hãy xem lại video kỹ cũng như là ghi chú ra những cái lưu ý để ôn tập thật tốt trong những ngày còn lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.